Bà lão này hàng ngày ngồi xổm ngoài ruộng để trộm ớt, nhưng hôm đó khi ăn trộm ớt bà ta nhận thấy có điều gì đó không đúng. Phát hiện bầu trời đang đổ mưa đen, bà ta liền chậm rãi đứng dậy, hoảng sợ trong giây lát. Chỉ thấy bầu trời quang đãng đột nhiên biến thành mây đen. Hiển nhiên là một thảm họa sắp ập đến. Quả nhiên, một trận mưa đen nhanh chóng quét qua toàn bộ ngôi làng. Cùng lúc đó, vị Bồ Tát được cả làng tôn thờ cũng rơi những giọt nước mắt đen kịt. Càng làm người ta ngạc nhiên hơn là, những hạt mưa đá đi kèm với cơn mưa đen này trông rất giống những chiếc đầu lâu. Lúc đầu không ai nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng chẳng bao lâu sau cả làng sẽ phải gánh chịu báo ứng. Hóa ra cách đây không lâu, một bức tượng Phật kỳ lạ đã được khai quật trong làng. Đôi mắt của nó được che bằng một lớp gạc dày. Trưởng thôn cho rằng mình sắp phát tài nên trực tiếp yêu cầu công nhân tháo gạc ra. Cũng chính quyết định của ông ta đã khiến vô số người thiệt mạng. Rất nhanh, tượng Phật đã được rửa sạch và trở lên ô tô. Nhưng đúng lúc các công nhân đang chuẩn bị vận chuyển tượng Phật đến ủy ban thôn thì một cơn gió dữ bất ngờ thổi qua trên đường. Sau đó một tài xế taxi cùng với tượng Phật đã bốn mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng là tài xế này sẽ sớm trả một cái giá nặng nề. Vào buổi tối, người tài xế vừa đến quán cơm đã cảm thấy trong mắt rất khó chịu. Vừa rửa mặt xong đã xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ thấy cha anh ta, người đã mất đã 8 năm bất ngờ xuất hiện. Không nói hai lời liền xin tiền mua đồ uống, dọa anh ta sợ đến mức đẩy ông xuống đất rồi bỏ chạy. Không ngờ sau khi bước ra, ánh mắt của anh ta liền thay đổi một cách kỳ lạ. Nhìn ai cũng đều là quái vật. Sau đó anh ta nổi điên rồi tiễn luôn chủ quán cơm về phía Tây Thiên. Rất nhanh, tài xế cũng thuận lợi bị đưa về đồn cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi đến đồn cảnh sát, anh ta vẫn điên cuồng vùng vẫy tựa như bị thứ gì đó bẩn thỉu bám vào, dọa cho cảnh sát sợ đến mức nhanh chóng đưa anh ta lên xe cứu thương. Nhưng sau khi khám bác sĩ, mọi chỉ số của anh ta đều bình thường. Một bức tượng Phật bị bịt mắt trồi lên từ mặt đất trong một ngôi làng nhỏ. Trưởng thôn cho rằng mình sắp phát tài, trực tiếp ra lệnh cho công nhân gỡ tấm gạc che mắt tượng Phật xuống. Nhưng lại không biết chính quyết định của ông ta đã giết chết vô số người. Bởi vì bức tượng Phật này căn bản không phải tượng Phật bình thường mà là một pho tượng ma. Chỉ cần cùng người khác bốn mắt nhìn nhau liền sẽ biến thành thây ma, mất hết lý trí mà tấn công con người. Nhà sư trên núi biết tin trưởng thôn đã đào được một bức tượng Phật, lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì để ngăn cản tượng Phật làm hại nhân gian, ông liền tìm đến trụ trì để cầu cứu. Lúc đầu trụ trì không coi trọng việc này, nhưng ngay sau đó tất cả các tu sĩ trẻ trong chùa đều sợ hãi chạy ra khỏi chùa. Khi đại sư bước vào phòng trông thấy thì hoàn toàn hoảng sợ, chỉ thấy Bồ Tát trên trường vậy mà lại rơi nước mắt đen một cách kỳ lạ. Thẳng đến lúc này ông mới ý thức được Bồ Tát đang nói với nhân loại rằng một trận thảm họa sắp xảy ra. Còn chưa đợi nhà sư kịp tìm ra cách giải quyết thì tất cả dân làng đã đến ủy ban thôn để yêu cầu giải thích. Hóa ra trận mưa đen tối qua đã phá hủy toàn bộ mùa màng trong làng. Sau khi biết sự việc, trưởng thôn đã vội vàng đến hiện trường để hòa giải, còn để dân làng không phải lo lắng về vấn đề mùa màng nữa. Bởi vì tượng Phật được khai quật trong làng nên rất nhanh trong làng sẽ từ từ phát triển ngành du lịch. Đến lúc đó dân làng sẽ có thể nhận được tiền hoa hồng mà không cần phải làm việc. Ngay khi dân làng đang đắm chìm trong hạnh phúc thì một người dân trong làng vừa nhìn vào mắt tượng Phật trực tiếp cầm dao lao tới. Một người trong số đó vẫn còn chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề, kết quả bị một nhát dao giải quyết ngay tại chỗ. Mọi người thấy vậy đều sợ hãi bỏ chạy, sợ rằng nếu ra ngoài muộn dù chỉ một giây liền sẽ bị mất mạng. Sau khi chạy ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài càng khiến họ hoảng sợ hơn. Chỉ thấy những người bên ngoài dường như bị thứ bẩn thỉu bám vào, bọn họ nhảy từ trên tầng cao xuống rồi cắn người. Phàm là những người tiếp xúc với tượng Phật đều sẽ bị mất kiểm soát. Để trốn thoát, một số dân làng cũng tấn công dị nhân, nhưng dị nhân quá nhiều, rất nhiều người chạy ra ngoài cũng không thể thoát khỏi tai họa. Tuy nhiên, một số người thông minh đã trốn vào ủy ban thôn rồi khóa chặt cửa lớn lại. Tất cả mọi người đều tin rằng thảm họa là do trận mưa đen này gây ra. Nhưng tin tức cho biết ngôi làng của họ phải hứng chịu một cuộc tấn công sinh học, là do một nhóm khủng bố muốn gây hỗn loạn gây ra. Để không gây náo loạn, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng phong tỏa ngôi làng. Chỉ cần dám nhìn vào mắt bức tượng Phật này liền sẽ trở thành một thây ma và tấn công con người một cách điên cuồng. Bởi vì bức tượng Phật này là một vị Phật ma, bên trong có hồn ma của kẻ sát nhận. Hàng trăm năm trước, vì để phong ấn nó, các pháp sư đã trực tiếp che mắt nó bằng bùa chú và gạc, nhờ đó mới ngăn chặn được tai họa. Bây giờ, hàng trăm năm sau, tượng Phật lại được khai quật, còn bị trưởng thôn ra lệnh gỡ bỏ tấm gạc bịt mắt. Kết quả là, mọi người trong làng nhìn vào mắt tượng Phật đều biến thành thây ma. Trước mắt toàn bộ ngôi làng hiện đang bị cảnh sát phong tỏa. Một số ít người may mắn sống sót chỉ có thể ẩn náu trong tòa nhà ủy ban thôn để chờ giải cứu. Sau khi một nhà khảo cổ từng nghiên cứu về khoa học huyền bí biết được chuyện này, đã vội vàng mang theo một nữ cảnh sát về làng qua một con đường nhỏ. Bởi vì bạn gái của anh ta vẫn còn ở trong làng, mà con trai của nữ cảnh sát cũng bị mắc kẹt trong đó. Nhưng khi họ không dễ dàng gì mới đến được ngôi làng, một đàn quạ điên cuồng lao về phía hai người, khiến họ sợ hãi đến mức phải bỏ chạy. Để ngăn chặn thảm kịch xảy ra, họ chỉ có thể tạm trú trong nhà một người nông dân. Nhưng đàn quạ vẫn không chịu bỏ cuộc, trực tiếp đập vỡ kính liền muốn tấn công họ. May mắn thay, nhà khảo cổ học Cheong Kyo Hwan đã học được một số đạo giáo, trực tiếp đổ bột lên bàn, đồng thời vẽ một số bùa chú lên đó. Lúc đàn quạ bay vào phòng, quả nhiên là không thấy hai người đâu cả. Lúc này, vị sư già trong chùa gọi điện cho Cheong Kyo Hwan.
nói nếu muốn giải quyết thảm họa thì phải tìm được pho tượng Phật. Đồng thời, bịt mắt tượng Phật và vẽ một ấn chú lên đó. Nếu không thời gian càng lâu thì càng có nhiều người trong làng mất mạng. Đợi đến khi đàn quạ tan đi, cả hai vội vàng lái xe vào làng, trực tiếp đập vỡ kính ủy ban đi về phía bức tượng. Nhưng vì quá sợ hãi, nữ cảnh sát bất ngờ nhìn vào mắt tượng Phật. Vẫn may cô không để ý nhiều đến chuyện đó mà trực tiếp xuống xe. Nhìn thấy con trai mình ở đây, cô liền vội vàng đến xem tình hình của con trai. Không ngờ con trai cô đã bị biến đổi, điên cuồng tấn công cô. May mắn thay, một giây trước khi cô mất mạng, Cheong Kyo Hwan đã hoàn thành việc phong ấn lên bức tượng Phật. Giây tiếp theo, hai mẹ con bị biến đổi tỉnh lại ngay lập tức. Vốn tưởng rằng mối nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng không ngờ đúng lúc này cảm biến khói trên trần nhà đột nhiên phun nước. Ngay sau đó tờ báo che mắt bức tượng Phật bị thổi bay đi rồi bị ướt rơi xuống. Ngay khi Cheong Kyo Hwan chuẩn bị dán nó lên lần nữa, anh bất ngờ nhìn vào mắt bức tượng Phật. Đúng lúc này người bạn gái lập tức xuất hiện phía sau anh. Nhưng anh không biết rằng cô bạn gái này thực ra chính là tâm ma của anh. Sau đó bạn gái vậy mà lại biến đổi thành một con nhện lớn. Cuối cùng vì kinh hãi quá độ, Cheong Kyo Hwan sợ hãi ngất đi. Vẫn may bạn gái của anh không bị biến đổi, nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy Cheong Kyo Hwan nằm trên mặt đất, cô liền bật khóc nức nở. Nhưng hiện tại căn bản không phải là lúc nên buồn bã, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bịt mắt của bức tượng Phật lại. Ngay sau đó, Suk Hee đã làm theo hướng dẫn của nhà sư qua điện thoại, thuận lợi che được đôi mắt bức tượng Phật. Nhưng điều làm cô không ngờ đến là lúc này Cheong Kyo Hwan đột nhiên tỉnh lại, bóp chặt cổ cô. May mắn thay, khi chiếc xe rung lắc với tốc độ cao, dây thép trên tượng Phật bị đứt. Vì không đỡ nổi trọng lượng của chiếc xe khiến tượng Phật rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Cuối cùng khi bức tượng vỡ ra, lời nguyền ngay lập tức biến mất. Những dân làng bị biến đổi cũng trở lại cuộc sống bình thường. Bộ phim này cho chúng ta biết rằng việc kiếm tiền phải thực hiện một cách đúng đắn. Đừng bao giờ động chạm bừa bãi vào bức tượng Phật mới được khai quật. Hãy like, follow để đón xem những bộ phim tiếp theo càng hấp dẫn hơn nha.